Xin chào cả nhà, Hello, we are xin chào live cả nhà. today. Chào chị Chào. Dung, chào Trúc Giang, rất là vui được chào đón hai chị em ở trong cái ngôi nhà của Lin buổi chiều hôm nay. Là trước hết xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang theo dõi và sẽ theo dõi cái buổi trò chuyện của ba chị em chúng tôi. Thật là một cái sự vui mừng bởi vì chúng tôi từ những quốc gia khác nhau, như quý vị thấy những chị em chúng tôi ở trên màn hình quý vị, đó là chị Dung đến từ Nhật Bản, Trúc Giang đến từ Việt Nam và tôi thì hiện tại đang sinh sống ở Hoa Kỳ, và chúng tôi đã kết nối nhau qua cái mô hình kinh doanh kỹ thuật số này. Và trước hết thì em xin mời chị Dung giới thiệu đôi nét về mình. Mời chị. Rồi, chị xin chào Linh, xin chào Trúc Giang nha, và chào tất cả các anh chị em đang theo dõi buổi go live của ba chị em mình hôm nay. Chị xin tự giới thiệu, chị là tên là Kim Dung, hiện tại chị đang sống ở Nhật Nhật và công việc của chị là làm điều dưỡng chăm sóc mấy em các em khuyết tật ở trong một trung tâm y tế tại Nhật Bản. Wow, tuyệt vời quá quý vị. Khi mà nói đến những người mà làm về ngành y tế đó quý vị, Linh rất là biết ơn chị Dung rất là nhiều. Cảm ơn chị đã cống hiến cái sức lực của chị vào trong cái công việc mà chăm sóc các em khuyết tật như vậy. Mặc dù là em không biết rằng chị đã làm gì ở đó, nhưng mà đối với em, những người mà phục vụ cho quốc gia như là những người lính này, rồi những người cảnh sát này, những người vệ binh này, rồi những người bác sĩ mà làm ở cái tuyến đầu đó, thì lòng em rất 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 là biết ơn những người đó, bởi vì có những người như vậy thì chúng ta mới có cái cuộc sống an yên. Và em xin chúc phước cho chị trong công việc của chị và chúc chị luôn thành đạt trong cái mô hình kinh doanh này nhé. Rồi tiếp theo là xin mời Trúc Giang, mời em giới thiệu đôi nét về mình, và có lẽ những quý vị đã theo dõi cái kênh của tôi thì quý vị cũng đã từng bắt gặp cái gương mặt xinh xắn này ở trên cái trang của tôi rồi, thì hôm nay chúng tôi lại có dịp ngồi lại với nhau. Mời em chia sẻ thêm về mà mình để cho những người chưa có biết em đi thì họ biết em hơn. Mời em. Dạ, em chào chị Linh, em chào chị Dung. Dạ À, em mình là chào Trúc em. Giang, mình xin chào, gửi lời chào thân ái đến tất cả các anh chị em trên trang fanpage của chị Linh nha. À, mình Trúc Giang, mình ở Cần Giuộc, Long An, Việt Nam, là giáo viên. Mình đi dạy 23 năm rồi, và để nâng cao cái chất lượng cuộc sống trong cái thời đại mà công nghệ 4.0 cũng như trượt giá của thị trường, thì mình đã đi tìm cho mình một cái giải pháp, và vô tình mình đã tìm được cái giải pháp tuyệt vời này. Hôm nay chị em mình muốn chân thành chia sẻ đến tất cả các anh chị em. Cảm ơn Trúc Giang rất là nhiều. Thưa quý vị, nói đến cái ngành giáo viên thì tôi luôn luôn ca ngợi, bởi vì tôi cũng đã được học học tập ở Việt Nam, và cái tuổi thơ thì gắn bó với cái mái trường, cho nên là đối với tôi bây giờ, những giáo viên ngày xưa thì tôi hầu như không quên bất kỳ một cô giáo nào, từ cô giáo chủ nhiệm lớp 1 cho đến lớp 12. Và tôi chưa có dịp được cùng hội tụ với các bạn, bởi vì thường thường là các bạn hay tổ chức vào cái ngày 30 tháng 4 đó, thì các bạn hay tổ chức cái buổi họp mặt cùng với lại những cô giáo chủ nhiệm của mình, những cái như là cái thời high school của tôi đó, thời trung học đó, thì chưa lần nào tôi được về, bởi vì cái lúc đó đó là khi mà tôi con còn nhỏ, thì cái lúc 30 tháng 4 ở Việt Nam thì mình ở đây mình là phải đi làm, cho nên là khi mình về mùa hè thì các bạn lại bận rộn. Nhưng mà hopefully, ước mong rằng một ngày nào đó khi tôi trở về, tôi sẽ cùng các bạn tổ chức một cái buổi để mà đến thăm những thầy cô giáo cũ của mình. Và chị cũng biết ơn Trúc Giang, bởi vì công việc của em đã đem lại, giống như ở Việt Nam có cái câu gì mà 10 năm trồng gì đó, 100 năm trồng người gì đó, Dạ, chị cũng 10 nhớ năm rồi. trồng cây, 100 năm trồng người. Đúng rồi, thì những người giáo viên này đem lại cái kiến thức và đã đào tạo ra rất là nhiều những nhân vật có ích cho xã hội, cho nên chị cũng rất là biết ơn em với cái công việc mà em đang làm. Thưa quý vị, để không mất thì giờ quý vị, thì bây giờ chúng tôi bắt đầu vào cái buổi trò chuyện ngày hôm nay ha. Trước hết thì xin phép hai chị em cho Linh gửi lời chào đến tất cả những chị em đang theo dõi. Chào Minh Hiếu nè, cảm ơn em. Hy vọng rằng trong những ngày kế tiếp chị em mình sẽ có những cái buổi go live nhé. Em chào chị hai. Chắc chắn rằng tuần sau thì các chị em mình sẽ có một cái buổi go live trong cái trang của em nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa quý vị, Chào mặc dù chúng tôi chị ở ở hai. khắp Chào nơi trên chị. thế giới, chị Dung thì đang ở Nhật Bản,
Trúc Giang thì đang ở Việt Nam, tôi thì đang ở Hoa Kỳ, nhưng với cái mô hình kinh doanh này chúng tôi đến gần à, đến à, đưa chúng tôi đến gần với nhau, và chúng tôi có một cái mối quan hệ chất lượng, bởi vì chúng tôi đều có một cái mục tiêu, một cái ước mơ, một cái mục đích để chúng tôi làm chủ trong cái mô hình kinh doanh này. Và điển hình là chị Dung cũng như Trúc Giang. Trúc Giang thì làm giáo viên cũng hơn 20 năm, chị Dung thì làm ở trong ngành điều dưỡng chăm sóc các trẻ khuyết tật cũng đã hơn 10 năm. Thì bây giờ xin mời quý vị hãy nghe những câu chuyện tuyệt vời của những nhân vật này nhé. Chị Dung ơi, xin mời chị chia sẻ rằng là chị làm ở trong cái công việc mà chăm sóc trẻ khuyết tật như vậy đó, thì cái cuộc sống của chị nó như thế nào? Mời chị chia sẻ. Nếu mà hỏi tới đây thì chị hơi bị cảm động một tí, chị xin lỗi nha. Nếu có Dạ gì không thì sao chị. nói chung là thì chị là một xin thôi giờ cho chị giới thiệu bản thân một tí, thì chị là một Mời người mẹ chị. đơn thân. Thì khi mà nói tới Thưa quý vị, những người mà chăm sóc cái trường hợp giống như chị Dung á, tôi thấu hiểu được mọi điều, bởi vì chúng ta là những người phụ nữ, và cái hạnh phúc nhất của những người phụ nữ là khi mà mình sinh con ra, mình nhìn thấy con mình được khỏe mạnh, được lành lặn. Đó là cái điều phước hạnh cho tất cả những người phụ nữ, đúng không nào? Ngay cả bản thân tôi cũng như chị Dung và Trúc Giang. Và thưa quý vị, tôi biết ơn Chúa vô cùng. Mặc dù quý vị nhìn tôi gương mặt của tôi không xinh đẹp như các chị em của chúng tôi ngồi trước màn hình của quý vị, nhưng mà tôi luôn luôn tạ ơn Chúa, bởi vì tôi có những đứa con rất xinh đẹp quý vị. Tôi phải nói rằng chúng nó rất là xinh đẹp luôn. Nhiều khi tôi nhìn các con tôi mà tôi chỉ biết rằng tôi tạ ơn Chúa, bởi vì con trai của tôi, con gái của tôi, chúng nó đẹp vô cùng. Và sau khi mà các con tôi trưởng thành rồi đó, thì con trai tôi lập gia đình và các cháu nội tôi ra đời, thì chúng nó đẹp như những thiên thần. Tôi biết ơn vô cùng, tôi biết ơn Chúa, bởi vì Chúa đã ban phước cho tôi từ khi tôi mới lọt lòng. Và Chúa đã nuôi dưỡng tôi trong, Chúa đưa đây cho tôi đến một cái gia đình, mặc dù thưa quý vị là nếu quý vị theo dõi tôi ở trên YouTube thì quý vị có biết rằng tôi là một đứa con nuôi trước đây, và tôi được cha mẹ nuôi, mang về nuôi khi tôi mới có 3 ngày tuổi thôi quý vị. Và tôi được nuôi dưỡng trong một cái môi trường, một cái đạo đức, và tôi trưởng thành ở nơi đó. Rồi khi tôi lập gia đình, tôi sinh con, và quý vị biết thì tôi thấy rằng Chúa ban phước cho tôi từ lúc tôi bắt đầu xuất hiện trên cuộc đời này. Và tôi lập gia đình rồi tôi sinh con, và các con của tôi lớn lên, chúng nó càng ngày càng lớn, càng khỏe mạnh và nó xinh đẹp một cách cực kỳ. Tôi không phải là con tôi khen đâu. Nếu quý vị theo dõi những cái trang theo dõi trang Facebook của tôi, quý vị sẽ nhìn thấy con trai con gái của tôi cao lớn. Con gái của tôi thì cao đến hơn 1m83. Con trai của tôi thì hai đứa con trai cao gần 1m9 quý vị, nhưng mà chúng nó rất là đẹp. Tôi biết ơn Chúa vô cùng, và tôi nghĩ rằng Trúc Giang cũng như chị Dung, và tôi thấy những hình ảnh con trai con gái của chị rất xinh đẹp. Nhưng quý vị cứ tưởng tượng chị Dung là một người mẹ, chị làm ở trong cái môi trường điều dưỡng chăm sóc tất cả các trẻ khuyết tật, là những đứa trẻ bất hạnh sinh ra cuộc đời này không được lành lặn về tứ chi, về tinh thần, về thể xác, về tâm hồn. Các cháu nó bị tổn thương rất là nhiều quý vị, và tôi tin chắc chắn rằng chị Dung có một cái tấm lòng bao dung thì chị mới làm ở đó được hơn 10 năm quý vị ơi. Bởi vì đối diện với những trẻ khuyết tật như vậy, chúng nó tinh thần chúng nó không, nó rất là bất ổn. Đôi khi chúng nó lại có những cái ức ở trong cơ thể, trong cuộc sống, trong cái gì đó, trong gia đình hay thế nào đó. Rồi chúng nó có những, tại vì tôi biết là trước đây tôi cũng có một người cháu thì cũng sinh ra bằng tuổi con trai tôi nhưng mà bị khuyết tật, cho nên là cháu bức xúc, coi như là cháu có thể nổi nóng bất cứ lúc nào. Tôi biết có một điều, cái trường hợp đó thì tôi hình dung ra được chị Dung đã chịu những cái áp lực như vậy. Và chị ơi, thì theo theo em thì em thấy là khi mà chị làm ở trong đó đó, thì các cháu nó bộc phát lên những cái sự bực tức như vậy, thì đối với chị nghĩ như thế nào? Mời chị chia sẻ. Thưa quý vị, có thể chị Dung cũng đang nghẹn ngào, bởi vì nhắc đến cái công việc thường ngày của chị thì chị bị nghẹn ngào như vậy. Mạng của Nhưng chị mà bị đứng rồi đấy anh chị.
Thôi bây giờ thì chúng ta nghe tiếp cái câu chuyện của Trúc Giang đi, rồi chúng ta sẽ quay lại cái câu chuyện của chị Dung sau. Trúc Giang ơi, Dạ. em làm nhà giáo như vậy thì trong 20 năm, hơn 20 năm làm giáo viên như vậy thì em cái cuộc sống của em như thế nào? Em có thể chia sẻ với mọi người được không? Dạ. Trên thực tế thì viên chức nhà nước mà chị, đồng lương thì nó ổn định. Ngày xưa thì khi mà đi làm mình chỉ nghĩ đơn giản, cái thời của em á, thì là đi làm công chức nhà nước, có lương hưu ổn định, là mình là phụ nữ nữa thì mình sẽ có cái thời gian để dành cho gia đình, cho con. Thì những cái năm tháng mà mới ra trường thì cái lương bổng nó rất là thấp. Em về thường thì em sẽ mở thêm cái tiệm ở nhà để mà mình kiếm thêm tiền để mình Thu nhập. xài. Dạ. Rồi khi lập gia đình thì lúc đó em cũng đang bán một cái quán cà phê, cũng đang thịnh lắm, giờ cái có chồng xong cái không có bán được nữa. Về với chồng thì áo thui. Đó, thì với cái đồng lương nhỏ bé của mình, bên chồng anh xã anh cũng không có nhìn tới lương của mình luôn á, anh coi như anh coi thường cái đồng lương của mình thấp, là thôi em của em cứ làm gì em làm, đừng đừng thèm trình gì với anh hết trơn á, tới mức độ vậy á. Xong rồi cái cuộc sống suốt 20 năm bên nhau thì cho đến bây giờ cái đồng lương của em nó cũng ngang ngửa với lại lương của ông xã, có nghĩa là cái đồng lương của bên viên chức của ảnh nhưng mà ảnh có tiền này tiền kia. Còn bên em á, thì không có tiền gì hết, nhưng hai vợ chồng thì tính theo viên chức, họ họ tính trên cái ngân sách thì họ chi cũng bằng nhau. Thì bây giờ là mình có cuộc sống tương đối ổn định, nhưng mà bây giờ thì em cảm thấy nó không ổn. Bởi vì sao? Cái đồng lương đó nó thấy nó như vậy nhưng mà nó chỉ đủ sống từ đầu tháng đến cuối tháng cho tất cả những khoản chi như là cơm nước gạo tiền, con cái lặt vặt tiệc tùng hai bên. Mà nếu như có bệnh, mà bệnh hơi nặng chút xíu, hay là cha mẹ mà có bệnh tuổi già thì rõ ràng em cảm thấy không có đủ, tháng đó vợ chồng em sẽ phải thiếu. Rồi con nó ngày càng lớn, con em thì nó chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học rồi, thì cho dù là nó học đại học ở Việt Nam đi chăng nữa thì hiện tại cái đồng ngân mà Là đóng ông tiền xã đóng đại rất học mà là em biết nhiều cái thì rõ ràng là em không, dạ nhiều không cái chi đủ. phí mà em phải 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 gia đình em phải lo toan, Dạ. cho Chính nên vì là vậy mà em mới thấy được cái cuộc sống ổn định của mình trong thời đại công nghệ 4.0 nó vẫn bất ổn. Vì vậy em phải kiếm một cái giải pháp, thì đầu tiên em không nghĩ ra được cái giải pháp trên cái nền tảng như thế này đâu, mình cũng không thông minh gì lắm. Em cũng đi bán chợ trời dữ lắm, nói chung là em bày ra những cái món ăn, những cái món nước ngon để em bán, nhưng mà tất bật rồi nấu nướng rồi khách hàng rồi mình bán, đôi khi có bữa mình nấu ngon, có bữa mình nấu dở vân vân, rồi khách hàng mỗi một ngày họ lại tìm được cái chỗ bán ngon hơn, họ lại ăn của người khác, mình lại mất khách hàng. Nói chung là nhiều cái làm cho cái sự sống của mình nó ngoài nó cái bất việc là an. doanh thu cũng không cao nhưng Có nghĩa mà là mệt theo theo mỏi. theo theo em kể đó thì với cái lương chức lương dân cái lương mức Nhân viên chức. lương viên chức của hai vợ chồng thì nó cũng không có đủ chi trả cho cuộc sống, và sau đó thì hai vợ chồng em đã tìm kiếm rất là nhiều những cái công việc làm để mà phụ trợ thêm cho cái cuộc sống gia đình. Thì như như chúng ta đều biết rằng cái thời đại mà kinh tế lạm phát ở toàn cầu thì công việc chúng ta nó sẽ không được bảo đảm cho lắm, cho nên em đã tìm đến một cái kế hoạch thứ hai. Vậy là trước khi mà mình nghe tiếp câu chuyện của Trúc Giang thì bây giờ quay trở lại, chị Dung đã quay trở lại rồi, thì chị ơi, em biết là khi nhắc đến công việc của chị thì chị xúc động, em cũng hiểu được điều đó, cho nên rằng em cũng không có muốn để cho chị phải em cũng không muốn để cho chị phải ở trong cái tư thế mà chị nghẹn ngào mà chị nói như vậy. Bây giờ chị đã bình tĩnh rồi á, đúng không ạ? Chị có thể chia sẻ được ha. Thưa quý vị, tôi và chị Dung biết nhau thì tầm khoảng chị Dung thì biết tôi đã hơn một năm rồi, qua cái sự việc mà tôi đi tìm mẹ.
chị ấy theo dõi những cái video của tôi và chị ấy đã yêu yêu quý tôi và chị ấy đã tìm đến cái trang YouTube của tôi, và trong một cái dịp tình cờ tôi đưa một cái video nói về mô hình kinh doanh này thì chị đã tìm hiểu và chị đã bắt đầu cái công việc kinh doanh, tham gia kinh doanh online giống như chúng tôi. Và hôm nay chị ngồi trước với màn hình quý vị thì để quý vị nghe về câu chuyện của chị ấy nhé, rất là thú vị. Chị ơi, em hỏi chị nè, khi mà chị làm ở trong cái điều dưỡng đó đó thì chị nhìn thấy các trẻ khuyết tật thì chị nghĩ như thế nào? Mời chị chia sẻ. Nghĩ như mạng yếu quá Dạ, hả, các hiện bạn ra bên, ngoài. bên bên chị dùng cái mạng yếu quá thì không sao. Thôi bây giờ mời Trúc Giang tiếp tục cái câu chuyện của em, bởi vì cái câu chuyện của một giáo viên và một 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 điều dưỡng Nhà điều dưỡng nó khác nhau. nó làm như là nó thu hút quá quý vị, cho nên là cái đường truyền của chị Dũng nó bị vấn đề. Rồi mời, khi mà em biết bắt đầu mà em thấy rằng là cái kinh tế nó lạm phát và cái cuộc sống, cái mức lương của nhân viên chức như vậy nó không có ổn định, thì em đã tìm đến mô hình kinh doanh này như thế nào? Mời em chia sẻ. À, khi mà cuộc sống nó bộn bề rồi, cái bắt đầu em cảm thấy rất là mệt. Có những bữa em về nhà đi làm xong là dọn dẹp hết là 9 giờ đêm, về tới nhà mệt rã người nằm đống đó, thì cái cuộc sống nó bắt đầu khó khăn về cái tư duy, cái suy nghĩ giữa con cái với mình và vợ chồng. Mà con em thì càng lớn thì cái nó rơi vô cái khung là vậy thì cái nó thấy mình nó là cứ lo làm không có quan tâm tới nó thì nó cũng buồn. Rồi cái nó cứ ở trong phòng đóng cửa phòng nằm im ru ở trong á, mà mình ngó đầu vô là không chịu đó. Còn ông xã thì ổng phụ, ổng cũng mệt rồi, về về mạnh nào nấy lo thằng đó, không ai nói chuyện với ai, thì lâu ngày nó cũng dẫn đến những cái là không hiểu nhau rồi cũng cãi vã rồi cũng bực bội, mà mệt là càng ngày càng cãi nhiều. Cái bắt đầu em cảm thấy không ổn, em dẹp hết, em dọn dẹp hết, em không làm gì nữa hết. Tại vì khi bán đâu phải bán tại trước cửa nhà, bán là phải đi lên trên cái chỗ mà nhà của mẹ chồng em ở mặt tiền á. Mỗi ngày em phải làm đồ ăn, làm xong em bưng lên trển rồi mới bắt đầu bán, giờ xong mày dọn dẹp cho sạch sẽ nhà của người của mẹ chứ đâu có để dơ gì được, cho nên nó rất là mệt. Nói rồi về còn giáo án, còn chấm điểm, còn thức tới khuya 11, 12 giờ đêm làm này kia. Nói chung là vợ chồng nó lại đưa đến cái gút mắt khác đó. Rồi em dọn em dẹp xong, vừa dọn dẹp xong cái là dịch Covid nó tới là đóng đóng coi như là chặn lại hết Đúng tiền đó. luôn. Rồi cái là tới hồi sau dịch rồi đâu có dám mở ra bán nữa, tại vì nhìn thấy xung quanh họ bán ế quá trời đó. Cái bắt đầu rảnh rỗi em mới đi tìm một cái giải pháp khác. Em suy nghĩ rằng là lúc đầu em sẽ lên em bắt chước mấy cái đứa mà nó đăng những cái hàng mà sẵn ở Việt Nam đó, là để chia sẻ rồi mình rút hàng, rồi bên kia người ta giao hàng thì mình kiếm thêm đồng ngân thôi. Nhưng sao tự nhiên tình cờ gặp được cái mô hình kinh doanh này thông qua một cái bài quảng cáo tuyệt vời của một cái cô gái mà họ nhìn rất là nhanh nhẹn, rất là nhẹ nhàng, rất là đáng yêu, cái cũng rất là nhanh để mà đi vào. Thì Giang mới phát hiện ra là cái mô hình kinh doanh này mình không cần phải vất vả, bởi vì mình không cần phải post cái hàng hóa, thì mình không cần phải nói về cái sản phẩm của mình như thế này thế kia thế nọ để người ta tin, người ta mua. Thì cái điều đó làm cho Giang cảm thấy thích nhất, tại vì Giang là cái người bán hàng, Giang rất là sợ người ta tới người ta hỏi cái này ăn như thế nào, ngon hôm thế nào, thì mình phải nói đồ của mình ngon, nhưng mà khi người ta ăn xong thì ngày mai người ta đâu quay lại người ta mua nữa, có nghĩa là mình nói dốc. Thành ra là cái việc là giáo viên của mình nó dẫn đến cái việc buôn bán của mình tập cho mình một cái tính là mình không có thích nói những cái điều không có. Thành Đúng ra là rồi. cái việc buôn bán thiệt trên một cái sản phẩm mà trực tiếp đó, thì em rất là lo lắng và sợ hãi. Đó là cái nỗi sợ mà không phải là nó bình thường là Có tôi nghĩa là em. em nói là có nghĩa là em nói là cái mặt hàng em bán á, thì em kết nối từ những cái đại lý thì nó không chất lượng, Dạ, cho nhưng nên là mà em em không biết phải là với những mình người nói khác tốt hay không, là với những mà người khách khác thì họ hàng nói á. đây là
là những cái mặt hàng chất lượng, những cái mặt hàng tốt, nhưng mà mình là một giáo viên với một lương tâm của một nhà giáo thì không cho phép em nói dối. Cho nên cái Dạ. trường hợp đó thì em xử lý như thế nào? Thì em mới nghĩ rằng là em không không thể nào làm một cái nghề mà lên trên mạng mà em nói như vậy, thì học sinh nè nó sẽ coi, nó sẽ thấy. Rồi phụ huynh sẽ thấy em là trưng bày cái sản phẩm đó, nhưng mà có nhiều người họ đã sử dụng rồi, họ biết cái đó không đúng như vậy, thì có thể họ sẽ bình luận xấu về em. Vì vậy Đúng em rồi. đắn đo, em chưa có đi vào cái mô hình kinh doanh đó. Thì khi em nhận được cái dòng hàng, tức là Sản phẩm. cái mô hình kinh doanh này, thì em thấy rằng là mình không cần phải giới thiệu sản phẩm, là cái mà em cảm thấy mình tự tin nhất. Cái thứ hai nữa thì khi vào em thấy là cái cộng đồng này nó nhân văn, nó giống như là cái nghề của mình, nó mang một cái tính đạo đức cao thì em yêu thích. Rồi vào sâu hơn nữa thì em lại thấy là cái tiềm năng của nó quá lớn, và cái tiềm năng đó nó thu hút được em nhiều, cho nên là em đã quyết định đến với cái mô hình kinh doanh này. Tuyệt vời quá, quá là tuyệt Dạ. vời. Chị rất là thích nghe những cái câu chuyện của những chủ doanh nghiệp, tại vì chúng ta đều đến từ những cái background khác nhau. Và chúng ta đã có những người trước đây họ chưa từng biết gì về kỹ công công nghệ, nhưng mà khi vào trong này rồi thì được sự quan tâm cũng như trợ giúp của đồng nghiệp thì họ đã thành công một cách rất là tuyệt vời. Cho nên chị rất là yêu thích nghe những cái câu chuyện như vậy, và chị luôn luôn đi tìm kiếm những cái người có những cái hoàn cảnh rất đặc biệt để mà đưa vào trong cái trang của mình, để nói rằng cái mô hình kinh doanh này không đòi hỏi chúng ta ở một cái kỹ năng nào cả. Chúng ta không cần phải giỏi về công nghệ, chúng ta không cần xin lỗi, không cần phải biết về công nghệ cũng được nữa. Tại vì thật sự là cái điển hình là cái nhân vật đang ngồi trước màn hình quý vị là tôi đây. Tôi chẳng hề biết một chút nào gì về công nghệ cả. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi luôn luôn biết ơn Chúa là tôi đã thành công trong cái công việc này. Và tôi tin chắc chắn rằng những cái chia sẻ của tôi cũng như Trúc Giang và chị Dung sẽ đem lại cho quý vị một cái quyết định mạnh mẽ hơn, một cái chọn lựa đúng đắn hơn, để rồi chúng ta còn đi tới cái cuộc sống an yên và chúng ta có thể biến những ước mơ thành sự thật. Cái điều đó tôi luôn luôn nói ở trong những cái buổi go live. Có lẽ cái bên bên chị Dung thì theo như là chị nhắn tin thì chị nói là bên chị đang bị bão. Quý vị, Nhật Bản thì hầu như cả tuần nay đều bị bão, cho nên là cái đường truyền internet của chị nó bị ảnh hưởng, nhưng mà không sao. Hôm nay thì chúng ta không được trực tiếp nghe về câu chuyện của chị, thì hẹn quý vị lại lần khác nhé, bởi vì câu chuyện của chị Dung rất là rất 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 là nhân văn và rất là xót xa với cái công việc của chị đang làm, là một điều dưỡng chăm sóc các trẻ em khuyết tật, quý vị. Và khi mà tôi nghe chị kể thì thật sự mà nói là tôi rất là thương thương quý chị và trân trọng cái sự hy sinh. Tất nhiên là chị làm công thì chị sẽ được ăn lương, quý vị, nhưng mà nếu mà một con người mà không có đủ cái tình yêu thương đong đầy đó thì không thể làm cái công việc đó được, bởi vì chị một ngày chị phải chăm sóc hơn một chục trẻ. Thì chị kể là hơn một chục trẻ ở trong mỗi một người như vậy đó, chăm sóc hơn một chục trẻ khuyết tật ở trong đó, và đôi khi chị phải tự suy cũng như là suy đoán thêm, tại vì chăm sóc đứa bé đó hàng ngày đó thì chị biết được nó cần cần gì. Ô, chị đã trở lại, chị tôi đã trở lại rồi. Ơi, Bây chị giờ xin xin quý lỗi vị nha, để bên nghe. này bên Không này sao bên chị, bên bên này dạ bị rớt thì đang pin, bị rớt sóng. yên tâm hãy nha. Chị xin lỗi rất là nhiều, làm để làm kỳ em trước chào đã quý làm phiền vị. mọi người chờ đợi mà hôm nay tưởng đâu là không được mà nói chuyện với chị em được thoải mái tí. Chị xin lỗi rất Rồi là nhiều và xin lỗi tất cả các là đồng chí em đang theo dõi nha. tụi em nhường lại cái phần chia sẻ về công việc của chị cho chị nè. Nãy Rồi giờ thì em bây giờ cũng cố gắng, rồi mời chị. ok rồi thôi, chị rất là cảm ơn Linh đã nói dùm cho chị cái phần đầu ha. Dạ Rồi không sao thì chị, em mời chị. nói chung thì đối với chị thì mình là một người mẹ, là một người mẹ thì mình cũng hiểu được cái tấm lòng con của mình, nó muốn cái gì, nó cần cái gì, đúng không? Nhưng mà còn những cái em khuyết tật đó thì mấy em có thể nói được thì không sao, cũng như, mặc dù là chân tay các em không có hoạt động như người bình thường mình được, nhưng mà
mấy em cũng có thể nói được, nhưng mà có những em mà không nói được hay chỉ ô mình thì coi như là mình vừa chăm sóc mình vừa là một người người nhà một tâm lý đó, phải hiểu ý các em nó muốn gì rồi sau tay đâu có chỉ được, hay là có cái bảng chữ vậy nè, cứ chỉ nhưng mà nhiều khi chỉ không trúng chữ nữa, cho nên cái gì chữ A thì nghĩ chỉ là chữ A thì chị mình phải nói ở chữ A đó nó có nghĩa là cái gì, từng nó có nhiều cái phần từ chữ A nó ghép nối với nhau thì mình phải đoán ý mấy em nó, như là như chị đang phụ trách cái cô bé này là cũng từ lúc mà chị vào trong này là chị phụ trách cổ là cũng mười mấy năm, tại vì không cổ không có chịu ai, chỉ có mỗi mình chị là làm được cho nên là tại vì thường thường là phụ trách đó là cứ mỗi năm là phải thay đổi để mình hiểu được từng em một, nhưng mà cái cô này thì không chịu ai, chỉ mỗi mình chị thôi, cho nên là mọi người khác cổ nói cổ muốn nói cổ người ta mấy bạn khác thì cùng mình người khác cũng không có hiểu được ý của cổ, cho nên là cứ phải chờ cô Dung tới nói thì chờ cô Dung nói tới, thế là mình phải cứ chờ mình tới là nó mới nói được, nó mới chỉ nói cho mình là mình đoán ý nó, đoán ý em nó thì mình biết là cổ muốn cái gì, cần những cái gì, chuyện riêng tư, chuyện gia đình hay là chuyện sinh hoạt hàng ngày em muốn gì thì hồi nào giờ chị làm thì nó quen rồi đó, là thì trong nhiên không phải là có rất là nhiều thành phần chứ không phải là một em họ là giống nhau, nhưng mà có người những người nói được thì mình đỡ một tí, họ nói được như họ mặc dù chân tay các em không có cử động hay như hoạt động như bình thường nhưng mà vẫn nói được thì mình cũng có hiểu, nhờ những người mà không nói được mình cứ phải đoán ý đó, cho nên là Thì giống như chị kể đó, cái công việc của chị như vậy đó, đúng rồi. thì khi mà chị bắt đầu nhận ra được rằng cái cuộc sống của mình, tuổi của mình Đúng rồi. rồi sẽ đi qua rồi, chị có cái suy nghĩ gì mà chị lại tìm đến cái mô hình kinh doanh này, em mời chị chia Ồ, sẻ. nếu mà nói em nói như vậy thì thật ra đó chị mặc thì cái người ta nói là mình phải có sức thì mình mới khổng người khác được. Cho nên là sức khỏe chị thì bây giờ chị cũng lớn tuổi, chị cũng sắp sửa về hưu rồi. Mà nếu mà cứ tiếp tục công việc như vậy thì chị cảm thấy cuộc sống mình nó cũng cũng bế tắc. Bất ổn. Muốn đúng là chị giờ chị muốn muốn cho đi nhiều hơn nữa với đối với mấy em, nhưng mà cái tuổi của mình mà không, cái thời gian không có Lực chờ bất đợi tòng ai tâm. cả, thời gian thì không có chờ đợi ai nữa cả, cho nên là chị mới chị á thì là chị thích nấu ăn thì thỉnh thoảng là bạn bè chị trong công ty á thì hay hỏi chị là thôi cô Dung mở quán ăn thì chỉ cần bán cho những nhân viên trong văn phòng thôi, tại vì nhiều khi họ muốn ăn những cái món ăn của người Việt Nam mình, cho nên là nói là mấy bạn chị mới nói là thôi để tụi tôi qua rồi ủng hộ cô, còn không nếu mà không có người thì mỗi ngày 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 nào tôi nghỉ thì tôi qua phụ bạn nói lại đó, xong chị nói nếu mà mở mở quán ăn mình phải nó thức đêm dậy sớm thì tất cả mọi thứ là nó rất là mất thời gian Tất đó, nói cả chung nữa. là vậy thì chị mới nói thật ra Wow, nếu mà nói như vậy thì quý vị thấy cuộc sống của những người Việt Nam xa xứ rất là vất vả quý vị. Và bán như quý nhau, vị cho nên là chị mới nói ồ nếu mà phải thì cảm thấy mà nếu mà cần còn có một cái công việc gì mà mình không mất thời bày ra mùa cái đường truyền mạng của bên chị Dung nó đang bị vấn đề thì không sao cả. Có thể rằng là chúng ta sẽ được nghe cái câu chuyện của chị hoàn chỉnh hơn trong cái dịp vô lai kế tiếp. Thì Trúc Giang ơi, chắc có lẽ là thôi, thời lượng thì nó cũng có hạn rồi. Chị em mình ở đây cũng đã nói nhiều về cái công việc này rồi, và hy vọng rằng những cái câu chuyện của em, của chị cũng như của chị Dung thì ít nhiều gì sẽ giúp cho những người đang nghe, những người đã nghe và những người sẽ nghe họ mạnh mẽ hơn để họ quyết định, để họ trở thành những chủ doanh nghiệp giống như chị em mình. Bây giờ thì chị xin phép mời, chào chào cô giáo Quyên đến từ Canada nè, chào thầy giáo Khôi Phạm đến từ Thụy Điển nè. À, chào anh. chào Hòa Nghị Nguyễn đến từ San Diego, USA. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái buổi trò chuyện của hai chị, của ba chị em chúng tôi. Đúng ra là ba chị em, nhưng mà vì cái mấy ngày nay thì bên Nhật bị bão, cái nơi chị Dung sinh sống đang bị bão, cho nên là cái đường truyền internet nó cũng bị ảnh hưởng.
Thì dù vậy là chúng tôi sẽ hẹn lại quý vị trong cái lần go live kế tiếp, và trước khi cái buổi chia tay, trước khi nói lời chia tay với tất cả quý vị đang theo dõi, thì Trúc Giang có điều gì nhắn gửi đến mọi người hay không? Mời em. Dạ có ạ. Các anh chị thân mến, trên thực tế thì ai cũng sẽ phải có cái giai đoạn bắt đầu, và khi bước vào một cái môi trường mới để bắt đầu, luôn luôn sẽ có những cái nỗi sợ, những cái sự lo lắng. Và chúng ta là những cái người trong cái thời đại công nghệ 4.0, thì chúng ta phải hiểu rằng là bản thân của mình nhất định phải đương đầu với những cái nỗi khó khăn đó. Và nếu như chúng ta thấy bão mà chúng ta chui vô nhà chúng ta trốn thì cũng được thôi, nhưng nếu như chúng ta mạnh mẽ để đi xuyên qua nó thì chúng ta cũng thấy rằng là chắc chắn chúng ta vẫn vượt bão được. Như vậy thì trong cái mô hình kinh doanh của mình, có thể khi các bạn đến mà các bạn cảm nhận những cái nỗi sợ trong mình, rằng là sợ bị lừa gạt nè, sợ bị mất tiền nè, sợ bị không làm được nè, thì các bạn cứ hãy để cho bản thân mình trải nghiệm. Chỉ cần một lần trải nghiệm, chúng ta có thể sẽ nhận ra được một bài học, và biết đâu cũng là một cái bài học tuyệt vời để chúng ta có thể đi đến những cái thành công khác. Nhưng không có nghĩa là tôi nói như vậy đây là một mô hình kinh doanh lừa đảo, mà là chúng ta biết rằng nó đáng sợ thì chúng ta cứ đi xuyên qua nó, thì chúng ta chắc chắn sẽ đi đến được thành công. Cảm ơn Trúc Giang đã chia sẻ. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu trong cuối tuần để lắng nghe câu chuyện của các chị em chúng tôi. Và rất tiếc rằng là cái chị Dung không thể tiếp tục cái buổi trò chuyện này bởi vì ảnh hưởng của thời tiết. Do vậy thì không sao cả. Một lần nữa chị em chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã dành thời giờ để theo dõi cái buổi trò chuyện này. Và tôi tin chắc chắn rằng là trong những cái ngày kế tiếp thì quý vị sẽ được nghe lại câu chuyện của chị Dung nữa. Rất là cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nếu những ai đang theo dõi, những ai đã theo dõi chị Dung cũng như theo Xin dõi lỗi rất là Trúc nhiều Giang rồi em ơi. thì xin quý vị, nếu mà chị những ai yêu thích chị Dung thì xin quý vị hãy vào website của chị là www. kimdung@watari.com. Xin quý vị để lại tên, địa chỉ email, và tôi tin chắc chắn rằng chị Dung sẽ đem hết những cái kiến thức mà chị ấy học được ở trong cái mô hình này để truyền tải cho quý vị, và chị ấy sẽ đồng hành cùng với quý vị cho đến khi nào quý vị thành công nhanh nhất có thể. Nếu quý vị yêu mến Trúc Giang thì quý vị cũng hãy ghé qua cái website của em ấy là www.trucgiang.net. Để lại tên, địa chỉ, email, và cái cô bé xinh đẹp đang ngồi trước màn hình quý vị cũng sẽ chia sẻ tất cả những kinh nghiệm học hỏi trong cái mô hình này để đồng hành cùng với quý vị. Và những ai đã yêu thương, đang yêu thương và sẽ yêu thương tôi thì xin quý vị cũng vào cái website trên màn hình của tôi là www.lin-hugo.com để lại tên, địa chỉ, email cho chúng tôi, thì chúng tôi chắc chắn sẽ đồng hành cùng với quý vị. Và cảm ơn Hà Balas đang theo dõi cái buổi trò chuyện ngày hôm nay nhé. Cảm ơn em rất là nhiều. Và mến chị em chúng tôi, xin mời chị Dung gửi lời tạm biệt. Hôm nay thì cái truyền đường truyền gián đoạn. Và mời chị gửi lời tạm biệt đến quý vị, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong kỳ Go Live kế tiếp. Mời chị ạ. Chị cũng đã chia tay rồi. Thôi thì chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong cái buổi trò chuyện kế tiếp nhé. Cảm ơn Trúc Giang và rất là cảm ơn em vì cái thời giờ mà em dành cho chị rất là đặc biệt của chiều hôm nay. Thì mến chúc em Dạ và gia đình một cái buổi tối, buổi sáng ở Việt dạ Nam thật bình an, thật hạnh phúc bên cạnh và người thân và gia đình. Một lần nữa xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn lại cái buổi trò chuyện Go Live kế tiếp. Mến chào.